À vậy thì mình cũng 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 nói theo cái yêu cầu của vấn chủ là bát eo eo đó. Vậy thì mình xin được mời eo nha, anh eo, mời anh eo đưa mặt ta lên đi, rồi mời eo nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo, kính thưa một đồng đạo có cái tên hơi lạ lạ, thôi mình xin miễn đọc ha quý vị. Đồng đạo có nhà chia sẻ hai câu trong bài Tỉnh Bản Trần Gian: nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt, sắc không, không sắc chớ lìa xa. Thưa quý vị, Tỉnh Bản Trần Gian tức là thức tỉnh một cái người mê, thức tỉnh một cái người mê muội ở thế gian như mình vậy đó. Mình mê gần chết mà Đức Thầy là một bậc giác ngộ mà Đức Thầy gọi là bạn, coi như là lời khiêm nhường của một bậc giác ngộ. Đây là bài thơ mà Đức Thầy đã viết ở tại nhà thương Chợ Quán vào khoảng tháng Chạp, tức là cuối năm Canh Thìn 1940. Bài này người ta thường hay nói là bài Thập Thủ Liên Hoàn Thơ đó quý vị. Thập Thủ Liên Hoàn Thơ có nghĩa là 10 bài thất ngôn bất cú liên hoàn với nhau để mà thức tỉnh người ta thấy rõ cái chân lý nó là như vậy đó. Để không thôi trước đây mình cứ lầm tưởng, mình cứ nhận sai, mình cứ tưởng lầm không à. Mình không tưởng đúng cái chân lý. Cho nên là Đức Thầy mới tỉnh bản trần gian, có nghĩa là thức tỉnh một người mê ở thế gian mà Đức Thầy gọi là bạn. Bài thơ này gồm có tất cả là 10 bài thất ngôn bất cú liên hoàn. Đức Thầy đã lấy hai chữ cuối của bài thứ nhất để mà làm hai chữ đầu của bài sau. Đây là bài thơ mà Đức Thầy đã thức tỉnh cho chúng ta thấy là cái khổ và vô thường, vô ngã và bất tịnh ở thế gian. Ở thế gian mà Đức Phật hồi xưa dạy bốn cái chân lý người ta gọi là bốn cái chân lý mà có thể nói là không có thay đổi được đó. Tất cả mọi người đều phải công nhận đó là khổ. Con người ta sống ở thế gian này là khổ. Cái cảnh sống của con người ở thế gian này, cái thân xác con người ở thế gian này không thực sự tường còn, nó là vô thường. Rồi cái thân của mình không phải là thật thân của mình, cho nên gọi là vô ngã. Và cái cảnh sống này nó nhơ quế, nó nhơ nhuốc vậy lắm, cho nên gọi là bất tịnh. Và hai cái câu giảng mà đồng đạo đã nêu lên đó là nằm ở trong cái bài thứ hai. Cái bài thứ hai là cuối cái bài thứ nhất là Đức Thầy cho biết là khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh giấc mộng Nam Kha chốn thế trần. Cái lấy hai chữ thế trần của cái bài thứ nhất này nè, lấy hai chữ cuối của bài thế trần của bài thứ nhất này mới làm hai chữ đầu, cho nên gọi là liên hoàn thơ. Cho nên cái bài sau á là thế trần tạm giả gạt đời ta, thức lướt khỏi sông mê khỏi ái hà, rồi nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt, sắc không, không sắc chớ lìa xa. Thưa quý vị, thì chúng ta cũng biết rằng một bài thất ngôn bất cú là một bài thi đường luật, một bài thi theo cái luật nhà Đường. Một bài thi nó có 8 câu mà mỗi câu 7 chữ, rất là ít thưa quý vị, nhưng mà nó khó dữ lắm, rất là khó, cái niêm luật nó rất là chuẩn. Và trong cái bài thi đó thì cái này chắc chị Ninh Kiều rành, là bởi vì giáo viên văn mà, cho nên trong cái bài thi thất ngôn bất cú đó người ta chia nó ra làm 4 cặp. Một cặp đề thì không có đối nhưng mà đưa lên vấn đề, rồi cặp thuật và cặp luận đó là cái cặp mà đưa ra để mà bàn bạc luận đó. Cặp thuật và cặp luận là hai cặp mà đối chữ, đối câu, đối chữ với nhau rất là chuẩn, đối câu đối chữ rất là chuẩn. Và cái cặp kết đó, cặp kết là cái cặp mà kết luận cái vấn đề mà đưa lên ở cái chủ đề ban đầu đó. Tức là cái chủ đề ban đầu là đưa lên là thế trần tạm giả gạt đời ta, lướt khỏi sông mê khỏi ái hà, có nghĩa là Đức Thầy cho biết là cái cõi đời này nó là giả tạm, nó gạt mình, mau mau tránh xa. Cho nên đó là hai cái câu cuối đó là lóng lánh gương xưa lời Phật dạy, hồng trần ái dục giết tài hoa. Thì bây giờ sẽ xin được chia sẻ một cặp này là cặp thuật đó quý vị. Cặp thuật
là cặp đề là thế trần tạm giả gạt đời ta, rồi cặp lướt khỏi sông mê khỏi hà, rồi cặp luận của cặp thuật đó là nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, rồi sắc không không sắc chớ đề xa, rồi cặp cặp luận đó là diệu quyền chân lý nói đường sáng, ảo thực tà tâm kiếm nẻo ra. Quý vị thấy là Đức Thầy đã, mặc dù là cái trình độ về học vấn của Đức Thầy chỉ học mới hết lớp 5 trường làng thôi quý vị, tức là học hết bậc tiểu học thôi, nhưng mà đâu có học về cái thơ Đường Lực đâu, đâu có học về chữ Nho đâu, đâu có học về pháp của Phật đâu, mà Đức Thầy đối với câu này ta là không có thể nào mà viết khác được hết. Đúng là ông Phật thiệt, đúng Diệu Tường nói là ông Phật thiệt. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, hay là đối lại là sắc không không sắc chớ lìa xa, đừng cách biệt chớ lìa xa. Quý vị thấy là chuẩn một cái, có thể nói là từ câu từ chữ 100%, mà chẳng những chữ câu chuẩn cái câu, mà còn chuẩn cái từ ngữ, mà còn chuẩn cái ý nữa quý vị, chuẩn cái ý luôn. Thì bây giờ em sĩ xin được chia sẻ hai câu này quý vị. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, nhân là người, ngã là ta. Nhân ngã là người và ta, rồi ngã nhân là ta và người. Đừng cách biệt có nghĩa là đừng có phân biệt. Bây giờ là mình đặt cái vấn đề tại sao mà ta và người nó có quá xíu nhiều điểm khác biệt với nhau, mà bây giờ Đức Thầy bằng trí tuệ của Đức Thầy là Đức Thầy nhìn thấy chân lý, Đức Thầy biểu mặc dù là ta với người đó là nó có khác nhau nhiều vậy đó, nhưng mà đừng có phân biệt, đừng có cách biệt với nhau, tức là đừng có phân biệt có nghĩa là giống nhau đó, đại ý là ta và người giống nhau. Cái câu đó có nghĩa là gì đó, ta và người giống nhau. Thì quý vị thấy trên thế gian này là 8 tỷ người đi, đâu có ai mà giống người nào quý vị. Không có giống, từ cái dốc dáng cho tới cái màu da, cho tới cái lời nói, cho tới trí tệ, cho tới cao lùng, cho tới đủ mọi thứ, cho tới vật sở hữu rồi này kia, kẻ giàu người nghèo, không có thể nào mà giống nhau hết. Ta và người và ta là khác nhau 100%. Mà vậy tại sao mà Đức Thầy đặt vấn đề cho chúng ta là ta và người giống nhau. Đừng cách biệt có nghĩa là ta với người giống nhau, tức là đừng có phân biệt giữa ta và người, thực sự là giống nhau. Thì điều này chúng ta cũng có thể thấy được bằng trí tuệ của một bậc giác ngộ, thì Đức Thầy thấy được sở dĩ mà con người ta có một cái sự khác biệt với nhau về cái hình tướng, về trí tuệ cũng như là về vật sở hữu ở trên cõi đời này, là chẳng qua là do cái nghiệp của họ thôi, chẳng qua là do cái nghiệp lực mà họ đã tạo tác từ những cái tiền kiếp trước kia mà nó chi phối thành cái sự khác biệt về hình tướng đó thôi. Chứ hoàn toàn giữa ta và người giống nhau, thực sự là giữa ta và người giống nhau. Khác nhau là chỉ khác nhau là do nơi cái nghiệp lực thiện ác, cái tỷ lệ của nghiệp lực thiện ác nó nhiều hay ít mà nó cấu thành một cái thân của ta và người nó khác nhau. Thí dụ như cái người mà người ta có làm việc phước thì kiếp này người ta giàu hơn cái người mà thiếu phước, người ta nghèo. Cái người mà người ta có tuổi thọ cao đó là nhờ người ta có làm những cái việc tốt, người ta phóng sanh rồi chẳng hạn, thì có cái tuổi thọ cao hơn là những cái người mà sát giết nhiều thì nó bị yếu mạng, vân vân. Tất cả những cái đó, tất cả những cái sự khác biệt với người ta trên cõi đời này chẳng qua là do cái nghiệp lực người ta đã tạo tác, tức là do cái nhân thiện, cái tỷ lệ của nhân thiện và nhân ác mà người khác đã tạo tác, mà mình đã tạo tác từ kiếp trước tới giờ, cho nên nó mới có một cái hậu quả, nó là gì, nó có cái kết quả là gì. Sở dĩ cái ông vua ông giàu là nhờ ông có làm nhiều phước, ông có làm được nhiều cái điều phước đức, ông làm nhiều điều từ thiện cho nhiều người, cho nên bây giờ ông mới được giàu. Còn cái kẻ ăn mày là người ta, là người đó là người ta thiếu phước, người ta không có làm những cái nhân thiện, cho nên bây giờ ông có cái quả báo, cho nên bây giờ mới có cái quả báo như vậy. Thì nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt có nghĩa là mặc dù có sự khác biệt với nhau thì chẳng qua đó là do nơi cái quả báo của cái nghiệp lực thiện ác mà mình đã tạo tác trong cái thời gian trước, trong kiếp này hoặc là trong nhiều kiếp trước mình ta tạo tác.
Rồi bây giờ đừng cách biệt có nghĩa là nó giống nhau. Cái đó là mình nói là mình giải thích tại sao mà con người ta ở thế gian này có sự khác biệt mà Đức Thầy lại cho rằng không có khác biệt. Thì đó là cái lý do mình giải thích. Rồi bây giờ cái giống nhau mà Đức Thầy đặt ra vấn đề giống nhau, thì cái giống nhau ở chỗ là cái thân này là cái thân giả. Cho dù ông đó là ông vua hay là cho dù là thằng ăn mày đi nữa, thì cái thân tứ đại này là nó cũng là thân giả. Nó cũng do đất nước gió lửa mà hợp thành, sớm muộn gì nó cũng đi theo cái quy luật sinh già bệnh chết, không bao giờ tránh khỏi. Cái đó là cái giống nhau thứ nhất. Đó là cái giống nhau thứ nhất mà Đức bằng trí tuệ của một bậc giác ngộ Đức Thầy đã chỉ cho chúng ta. Cái giống nhau thứ hai nữa giữa con người với nhau nữa là cho dù là ông vua hay là cho dù là thằng ăn mày, thậm chí cho dù là con trùng con dế, nó cũng có Phật tánh giống nhau. Cho dù nó có một cái sự khác biệt về hình tướng, nhưng mà tất cả đều có Phật tánh giống nhau. Cho nên đừng có phân biệt giữa ta với người. Cho nên hồi xưa có cái vị Bồ Tát thường bất khinh gì đó, cái đó là cái mẫu chuyện ở trong chuyện cổ Phật giáo, không? Thì nói tóm lại là cái câu giảng này Đức Thầy chỉ cho chúng ta có một cái nhìn đúng về con người, có một cái nhìn đúng về cái nhân loại, về con người, thậm chí là có một cái nhìn đúng về cái chúng sanh ở thế gian. Người ta gọi trong giáo lý nhà Phật, người ta gọi là nhân sinh quan đó, tức là cái quan niệm về con người là ta và người không khác nhau. Cho nên Đức Phật hồi xưa mới dạy cái lý vô ngã của nhà Phật, khổ vô thường vô ngã đó, vô ngã. Thì đó là cái câu thứ nhất. Tóm lại câu thứ nhất này là nhân ngã, ngã nhân, đừng cách biệt. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Thầy khuyên chúng ta đừng có nên có một cái sự phân biệt giữa ta với người. Bởi sao vậy? Bởi vì ta và người á, mặc dù á, là nó có những cái hình tướng ở bên ngoài, nó có sự khác biệt với nhau, vật sở hữu nó có sự khác biệt với nhau, trí tuệ nó có sự khác biệt với nhau, nhưng đó chẳng qua là do nơi cái nghiệp lực mà mình đã tạo tác, cái nhân thiện ác mà đã cấu thành một cái thân thể, nó có sự khác biệt với nhau vậy. Nhưng mà giữa ta và người đều, ai cũng đều có cái thân giả, đều có cái thân tứ đại, nên là sớm muộn gì cũng phải chết. Và giữa ta và người đều có Phật tánh giống nhau, cho nên đừng có phân biệt giữa ta và người. Nhân ngã, ngã nhân, đừng cách biệt. Tức là chúng ta phải có một cái nhìn cho rộng, có cái nhìn đúng chân lý về con người. Giữa ta và người thấy có sự khác biệt nhau. Giữa một số chúng ta có sự khác biệt nhau, nhưng mà thực ra thì đừng có nên phân biệt. Tất cả đều giống nhau, chẳng qua là do nơi cái nghiệp lực nó thiện ác mà nó cấu thành một cái thân thể, nó có sự khác biệt ở thế gian vậy. Rồi cái câu thứ hai là sắc không, không sắc chớ lìa xa. Câu này là có một cái nhìn về vũ trụ, có cái nhìn về hữu hình. Đức Thầy chỉ cho chúng ta cái chân lý về hữu hình. Chân lý về hữu hình có nghĩa là gì? Sắc là sắc không, sắc và không, không và sắc. Rồi quý vị cứ hình dung, quý vị cứ tưởng tượng đi, sắc là gì? Sắc là trong giáo lý nhà Phật người ta gọi là sắc chất. Là cái gì đó mà nó được cấu tạo bằng vật chất, mình có thể thấy nó, mình có thể sờ mó được, nó có thể lớn, nhỏ, vuông, tròn, trắng, vàng, rồi vân vân. Những cái gì đó mà nó được cấu tạo bằng vật chất, nó hợp lại thành vật chất, gọi cái đó là sắc. Ví dụ như cái thân của mình cũng là sắc, là chiếc xe cũng là sắc, hay là mặt trời cũng là sắc, cái núi cũng là sắc. Tất cả những gì mà nó có hình tướng được cấu tạo bằng vật chất mà do duyên hợp mà thành, thì cái đó người ta gọi đó là sắc. Mà chúng ta nên nhớ rằng là theo như giáo lý của nhà Phật á, thì sắc nó cái bản chất của sắc nó không phải là thật tướng. Bản chất của sắc không phải là thật tướng. Cho nên là tất cả những gì có hình tướng, Đức Phật đã dạy trong Kinh Kim Cang mà, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, nó lưu lộ, điệt di điển, ưng tác như thị quán. Tất cả những gì có hình tướng đều là mộng quyển, là bọt bóng, là sương rơi, là điển chớp, do duyên hợp mà thành. Trên dương thế hữu hình tắc hoại, có sinh ra khổ hải đâu chừa. Và cái trần như bọt nước làng mây mà thân ta còn, là đó mai đây của ấy cũng khi tan khi hiệp. Đó là những cái lời mà Đức Thầy đã để dịch lại, hay là Đức Thầy đã thuật lại cái nội dung của giáo lý của nhà Phật đã chỉ dạy lại cho chúng ta. Sắc, đó là sắc. Sắc, nói tóm lại, sắc là gì? Quý vị có thể hình dung. Sắc là những cái gì đó
mà nó được cấu tạo bằng vật chất do duyên hợp mà thành, chúng ta có thể thấy nó, sờ mó được nó, chúng ta có thể nhận dạng được nó, nó có màu sắc, nó có lớn nhỏ, nó có vuông tròn, thì cái đó gọi là sắc. Còn không, không là gì? Không nó là không, nó không có, không được cấu tạo bằng vật chất, nó không được cấu tạo bằng vật chất. Không á, tức là ở đây không, không có nghĩa là cái không gian, quý vị. Không, không có nghĩa là không gian, mặc dù không gian là cái không, nhưng mà cái không ở đây nó lớn, nó trùm phủ hết tất cả cái, tất cả những cái hữu hình cho đến những cái, những cái không gian, từ không gian cho đến hữu hình nó đều trùm phủ hết, thì cái đó ta gọi đó là không, tức là nó không có hình tướng, nó không được cấu tạo bằng vật chất, và nó luôn luôn trường tồn, nó luôn luôn còn, nó không có bị mất, thì cái đó người ta gọi đó là không. Sắc không, không sắc, tức là cái không và cái sắc chớ lìa xa. Chớ lìa xa có nghĩa là gì? Có nghĩa là giống như đừng cách biệt vậy. Chớ lìa xa có nghĩa là đừng có phân biệt nó. Nó không phải là hai thứ đâu, thực chất nó là một đó. Thực chất nó chỉ là một thôi. Thì cái câu mà sắc không, không sắc chớ lìa xa, thì Đức Thầy khuyên mình đó, khuyên mình nên có một cái nhìn, có một cái nhìn rộng, có một cái nhìn đúng cái chân lý của vũ trụ. Đó là hãy hữu hình là tắc hoại. Và một khi mà nó hoại rồi thì nó trở về không. Nhưng mà một khi mà nó có đủ nhân duyên rồi á, thì nó hợp lại thành cái sắc. Cũng giống như cái nhân ngã. Tức là có nhân duyên thì nó hợp lại thành sắc. Mà hết nhân duyên thì nó sẽ tan rã, nó thành không. Có nghĩa là sắc và không thực chất nó không phải là, không phải là hai. Chúng ta phải có cái nhìn như vậy đó. Tức là phải nhìn sao cho nó đúng. Sắc với không, không với sắc chẳng qua là do duyên hợp mà thành, chứ nó hết duyên thì nó trở về không, mà còn duyên thì nó hợp lại, nó thành sắc. Vì vậy thì cái câu mà sắc không, không sắc chớ lìa xa, Đức Thầy khuyên mình nên có một cái nhìn, có một cái nhìn là có một cái trí tuệ. Tức là nhìn cái sự việc nó không phải là thật tướng. Tất cả những cái gì có hình tướng nó không phải là thật tướng. Nhưng mà từ cái không, khi mà nó tan rã thành cái không rồi đó, và nó có đủ duyên, nó có đủ nhân duyên, nó hợp lại thì lại thành cái sắc. Cho nên giữa sắc và không, không và sắc nó luôn luôn biến đổi với nhau, đi theo một cái quy luật. Và quý vị nào mà có học khoa học đó, quý vị cái định luật mà bảo toàn năng lượng đó, tức là cái có thể chúng ta có thể hình dung vậy, là cái năng lượng ở trên cái cõi đời này nó không có bị mất. Nó biến đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác thôi, chứ không bao giờ bị mất đi. Không bao giờ mà nói là cái sắc đó nó tiêu hết, còn lại cái không không. Mà cũng không bao giờ là không không mà không có sắc. Cho nên nó luôn luôn biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Cho nên cái đó, nếu mà đứng về cái góc độ khoa học thì người ta có cái định luật bảo tồn năng lượng đó. Tức là nó biến đổi vật chất thôi, nó biến đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác thôi, chứ nó không bao giờ bị mất đi. Cho nên là đừng có một cái nhìn là tổng thể. Đây là cái quan điểm về vũ trụ quan của Phật. Tức là Đức Phật khuyên mình á, đừng nên có một cái nhìn tổng quát. Cái gì nó có hình tướng, nó chỉ là do duyên hợp mà thành, hết thì nó sẽ biến thành không. Mà khi nó có nhân duyên rồi thì cái không đó nó sẽ hợp lại thành cái sắc. Vậy nó luôn luôn biến đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác, chứ đừng có rời xa nó. Không có thể nào mà tìm cái không mà không có ở trong cái sắc. Cũng không thể nào mà nói rằng là cái sắc nó không có cái không. Cho nên là phải có một cái nhìn, có một cái nhìn tổng quát như vậy. Bây giờ trở lại cái sắc không, không sắc này. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhìn cái thân của mình thôi. Thực chất cái thân của mình nó cũng là cái sắc đó. Mới mốt này nó chết thì nó sẽ biến thành không, nó rã ra nó thành không. Nhưng mà trong cái sắc này nó có một cái không. Nó có một cái không, nó có một cái chân linh. Nó có một cái thật tướng không có hình tướng. Và khi mà cái thật tướng nó rời khỏi cái sắc đó rồi á, thì khi mà nó đi ra bên ngoài rồi đó, nó có đủ nhân duyên rồi đó, nó hợp lại thì thành cái sắc khác. Cho nên đó là con người ta bị sanh tử luân hồi là vậy. Tóm lại hai câu giảng mà Đức Thầy dạy trong cái bài thứ hai của bà Loạt Mài Tỉnh Bạn Trần Gian, Đức Thầy chỉ cho mình có một cái nhìn tổng quát về con người và vũ trụ. Về con người và vũ trụ. Về con người á, thì Đức Phật dạy rằng là giữa ta và người á, đừng có nên phân biệt với nhau.
Đừng có nên phân biệt nhau. Mặc dù giữa ta và người có quá nhiều cái sự khác biệt với nhau trong thực tại, nhưng mà đó chẳng qua là do cái nghiệp lực của mình đã tạo tác thôi. Cái người nghèo đó là chúng vô phước, cho nên đời này nó mới dốt nát. Còn khuyên người hữu phước giàu sang thì cái người ta có phước cho nên mới được giàu sang, thì cái phước cái thiện cái ác đó là cái tỷ lệ thiện ác đó, nó cấu thành cái hoàn cảnh, cái thân xác của con người ta ở thế gian. Đừng có phân biệt nó, giữa ta và người là cái hình tướng của nó, mặc dù có sự khác biệt nhưng mà thực sự là nó giống nhau. Giống nhau ở chỗ là cái hình tướng này mai mốt nó cũng tiêu, cái thân xác này mai mốt nó cũng rã. Và giống nhau ở chỗ là trong cái thân xác này có cái thật tướng bất sanh bất diệt, đó chính là Phật tánh mỗi con người đều có. Cái nhìn thứ hai là nhìn về cái góc độ nhìn về vũ trụ, tức là giữa cái có và cái không đó, nó luôn luôn nó có một cái sự vận hành, luôn luôn nó sẽ biến đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác, không bao giờ bị mất mát đi. Cho nên sắc không không sắc chứ lìa xa. Và nếu mà có nghiên cứu kỹ, quý vị đọc ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, của Đức Phật, cái Đức Phật mới dạy đó. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, đó đó chỗ đó đó quý vị. Sắc là không, sắc là không, sắc thực chất của nó là không, không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng giống y như vậy đó, tức là ngũ uẩn nó là không đó. Thọ cũng là không, không là thọ. Thọ tức thị không, không tức thị thọ. Đó, cái đoạn đó là cái ý vậy đó. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thì cái đoạn đó là Đức Thầy đã dịch cho chúng ta cái ý của cái Bát Nhã Tâm Kinh đó qua hai câu giảng này. Thì đó là cái nội dung chính của cái ý sự hiểu về hai câu giảng mà đồng đạo đã hỏi trong bài Tỉnh Bạn Trần Gian. Bây giờ xin được mời quý vị có ý gì thì góp ý thêm, xin được lắng nghe, được mít lại cho chị Ninh Kiều. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thay mặt cho quý vị đồng đạo trong đạo tràng cảm ơn đồng đạo LC. Quý vị ơi, hai câu này nó rất là khó hiểu nha quý vị. Tuy rằng mình nghe vậy đó, chứ mà mình để mà mình nắm bắt, mình hiểu, mình nắm được nó không có phải dễ. Cho nên mình thấy là LC chia sẻ này rất là tuyệt vời nha quý đồng đạo. Nghe mà mình hiểu được, mình thấy là hay quá. Dạ, nên mình nắm bắt được đó là cái điều quan trọng đó, cái truyền đạt đó. Không phải dễ đâu á. Kiều thấy ở đây có một học trò rất là nắm bắt được bài nè LC. Cứ ráng nhớ là có duyên thì hợp, mà hết duyên thì không. Nên mình ráng tạo những duyên lành để được kết hợp. Hát báo LC. Lúc là mình tạo, tất cả mình tạo nên thành là mình thấy có thì nó là sắc đó. Mà khi nó tan rã ra thì nó là không, nó không có. Nó không có nhưng mà không có nghĩa là không hoàn toàn không có. Phải không LC? Kiều hiểu thì là vậy. Có những cái mà nó trong cái không mà nó có, thì dụ như không khí đó, nó có mà mình không thấy, nhưng mà nó cũng đã có rồi đó. Nhưng mà nếu như những cái gì mà mình thấy được á, mà nó kết hợp lại cho mình để mà mình thấy đó, thì nó là sắc. Mà nó khi mà nó tan rã, nó bị hoại đó, thì nó trở về cái không. Trần ơi, cái này là nên Kiều nghĩ là mình phải học rất là nhiều lần á em ơi. Cái này nó vừa khôn, nó vừa khó hiểu. Mà nếu mà mình không nắm bắt, không có để ý thì nắm bắt không được. Hết duyên thì ao dọt, nhưng mà đủ duyên thì ao trở vào, thì nó cũng là sắc hay không, nó là có, nó là kết hợp phải không? Chứ nó đâu phải dọt là mất luôn đâu. Nhiều khi nó dọt nó mất, nhưng mà nó vẫn còn có để mai mốt nó có thể trở lại. Phải không em? Rồi bây giờ thì anh Kiều xin được trở lại nha quý vị. Còn nãy anh Kiều thấy có câu hỏi gì của e của mà nhiều khi bây giờ anh Kiều xin thưa với quý đồng đạo là mình này cũng tuổi già sức yếu. Mình cũng rất là chịu khó để vào rung mà cho nên con mắt của mình nó cũng bị mờ. Nếu như có câu hỏi nào mà anh Kiều đọc sao hay đọc trễ thì quý vị đừng có giận nha. Tuy nhiên có một câu hỏi mà anh Kiều thấy là Diệu Tường yêu cầu. Bây giờ mình không có nói những cái người phe nhà như Tịnh Hữu Ngọc Diệp hay là Diễm Phúc đòi hỏi là cái điều này nó mình chỉ khi nào trống giờ thì mình mới đưa lên, mình ưu tiên cho những vị mới mới đi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật Đức Thầy. Bây siêu lễ phép kính chào hết toàn cả chư đồng đạo. Đồng đạo thông cảm, ngồi không nổi nhưng mà ráng nổi chút. Tại vì cái bệnh mà cái xương khớp nó bị hư á,
mình đang điều trị của họ cũng 5-6 tháng rồi, nằm cũng như đứa trẻ. Nó đang chuyển biến tốt, cái hổm gài cái giao mùa, mùa thu nó qua, mùa đông nó chuyển mùa đó. Nó lạnh quá, lạnh cái xương sống giò cẳng nó cứ ngắt ra. Nó không chịu ngồi mà nó không chịu đi nữa. Ngày hôm qua kia mới điện cho bác sĩ ở y học cổ truyền, người ta mới nhắn cái tin nhắn qua, người ta cho cái to thuốc uống, rồi mấy bữa nay ngồi ngồi vậy được mà không dám ngồi lâu. Thì thật ra thấy cái câu hồi nãy của Quỳnh Eo Xì giải đó thì mình cũng mở mang thêm chút, tại cái câu hồi đó giờ tôi nghiên cứu mười mấy năm rồi nhưng mà chưa có trao đổi được lần nào hết trơn. Bữa nay được nghe với chú Hồng Quang nữa, thôi bữa nay Bảy Siêu sẽ đóng góp thêm một ý, một chút xíu theo cái ý của mình nữa. Thế là đồng đạo thông cảm mà trả lời cái câu hỏi dưới. Tại câu hỏi dưới mau lắm, hỏi trả lời một phút là xong rồi. Tại vì thầy nói nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt, sắc không, không sắc chứ lìa xa. Nhân là người, ngã là ta. Mà ta với người, người với ta, nếu mình còn phân biệt thì tu không được quý vị. Tại vì con một cha mà. Nếu mình phân biệt thì đâu có vào cái tình thương, đi vào lục hòa, đâu có dắt nhau vào con đường đạo đức được. Thầy nói chữ nhân ngã thật là quá gắt. Ta chớ nên phân biệt với người. Cũng như Quỳnh Yêu Sì chia sẻ vậy, nó rất chính xác. Mình không có phân biệt, tại vì cũng là đồng tướng, đồng thân tứ đại, cũng biết ăn biết nói, nhưng mà giàu nghèo bệnh tật nó là do cái nghiệp và phước thôi. Đó mình không bàn, mình bàn cái câu thứ hai. Cái ý Bảy Siêu nói cho đồng đạo mình tham khảo thử nghe cho nó dễ hiểu chút. Tại vì trong kinh Bát Nhã đó, Đức Phật nói là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, diệt phục như thị. Như vậy thì sắc không, không sắc chớ lìa xa, hai cái này nó có một mà nó không có khác. Sắc là gì? Sắc là quyển, chỉ cho cái quyển sắc là cái nào mình nhìn thấy được. Đó là cái thân của mình đó quý vị. Mà cái không là gì? Gọi là chơn không diệu hữu, đó là cái tánh Phật. Mà hai cái này nó có một, nó đâu có khác đâu. Tại vì sắc tức thị không, tức là cái sắc này đó nó cũng có cái tánh Phật. Mà không tức thị sắc là trong cái tánh Phật nó cũng có cái sắc. Tại vì khi mà khởi lên cái vọng niệm thì nó có sắc à. Cho nên thầy nói sắc không, không sắc lớn gì xa, hai cái này nó có một, nó không có lạ. Cho nên mà cái người mà bị vọng niệm nhất định bị luân hồi, nó là cái sắc. Mà cái người mà tu làm sao cái tâm mình thanh tịnh á, thì mất đi cái sắc thì nó trở về không với cái chân không diệu hữu, đó là cái tâm vắng lặng. Cho nên á, thầy dạy là sắc không, không sắc chứ lìa xa, là chỉ rõ đó là cái sắc thân của mình là nó có cái chân không diệu hữu, tức là nó có cái Phật tánh ở trong đó. Nhưng mà hai thằng này nó không phải là hai, nó là một à. Nếu ai mà bị vọng niệm đó thì nó khởi lên sắc thì luân hồi, mà ai mà lặng tâm đó thì nó trở về không, đó là thành Phật. Nó nói gì đó về cực lạc. Đó là cái ý của Bảy Siêu nha. Rồi giờ đồng đạo chúng ta nghiên cứu, nếu mình thấy mà cảm thấy mà mình cái ý đó mình có thể là mình học được, hay là mình làm theo được thì mình làm, còn nếu không thì có thể mình xài cái ý của đồng đạo khác nha.